về đây. Chào anh nhé. Vậy là tủa đã có rau ăn rồi nhé các bác nhé, không lo rau ăn rồi. Bây giờ nó bắt đầu bén, bắt đầu ra lá non. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Trường Lý Cuộc Sống Vùng Cao. Và sau 5 ngày không ra video, không biết là các bác cũng có trách gì Trường Lý không. Thì thực sự là sau khi về nghỉ Tết rồi Trường Lý phải lên đi làm công việc dạy học, công tác giảng dạy cũng rất là bận. Hôm nay thì trong thời gian lên lớp thì Trường Lý đã gọi được cái xe chở các cái đồ lên cho nhà cháu Hòa và nhà Mỹ Tủa, đó là bộ bàn ghế cho Mỹ Tủa rồi. Đấy, thì hôm nay nhà cháu Hòa sẽ lắp cái téc cho cái nhà tắm. Rồi, xin chào nhá, xin chào anh em nhá. Đấy, có cái téc to nhất bản. Đây, quanh đây toàn téc nhựa thôi. Đấy, thì trong cái thời gian vừa rồi thì chú cháu Trường Lý đã tính lên, cân lên rồi lại hạ xuống, cân đong đo đếm mãi thì quyết định lấy cái téc thì không lắp nóng lạnh nữa. Bởi vì cháu Hòa bảo là cũng lại sắp hết mùa đông rồi. Thế nên là thôi thì dùng cái téc nước cho nó to, có áp để chứa được nhiều nước, bởi vì nhà cháu Hòa là chưa có bể. Đấy, còn nhà của mẹ cháu Hòa thì cũng chưa có cái téc nước. Có cái téc nước kia thì nó bị thủng mất rồi. Thế là cháu Hòa lại nhường lại cái téc này cho mẹ. Đấy. Thế nên là không đủ tiền lắp nóng lạnh nữa. Với lại lắp nóng lạnh thì cũng điện đóm rồi là nói chung là chi phí nó cũng sẽ phát sinh lên. Bây giờ là giải quyết cái khâu trước mắt trước, đó là có nước nôi sạch sẽ đã. Tắm rửa là chịu khó đun nước thôi nhỉ. Đấy, chiều nay xem đo chân xong là xây thôi. Đây 4 chân à? Téc này 4 chân đúng không? 4 chân. Téc này 4 chân. Thế là phải xây 4 trụ. Đó. Chắc hơn nhỉ, có vẻ nó làm to xong nó thu ngắn lại. Thu ngắn lại, cái này nó thu ngắn lại. Ừ. Đó, khối rưỡi. Đây của hàng Tân Á. Mỹ Việt 1500 lít rồi. 1500 thôi. Mỹ Việt. Đấy. Lại 1500, bây giờ nó sản xuất cái chân to xong là nó làm ngắn xuống nhỉ, không dài. Dài thì nó sẽ rất là nguy hiểm khi hết nước, gió rất sẽ thổi bay mất. À. Thế là xả nước vào đây đầy chưa? Trong xả đầy rồi mà. Trong cái chưa ai đi nghỉ đâu. Cháu chưa lắp cái kia mà. Chưa lắp đâu gì. Rồi để mai kia chú xuống chú lắp. Mấy này bận quá. Chưa có thời gian. Bận đang làm hộ thằng em trai làm nhà. Làm cái nền nhà kìa. Anh chưa đi đến mang nơi. Em làm công nhá. Đây có đủ hết rồi. Đủ hết mà. Cái này em các biết làm mà, chỉ coi là đang hộ thằng em hơi giản mà. Đấy, lắp bây giờ phải xây xong téc đã. Sau đó mới mắc cái ống nước từ trên kia xuống. Đấy, xem mà chiều tranh thủ nhờ anh em xây một tí mà. Được mà. Cho nó. Bữa mà chỉ có là cháu đang phụ thằng em làm nốt cái kia, nó đang làm. Đấy, xây nhà, xây chỗ chân kê téc cho Mỹ Tủa biết rồi đấy thì. Vâng, vâng. Các bác làm rồi. Cái đấy làm. Mang lên đo xong là xây. Vâng. Để hôm lắp thì chú sẽ xuống lắp giúp cho. Vâng. Xây xong là chỗ đầm luôn đấy. Xây xong đặt lên đấy cho nó khô. Nhớ để cái lỗ để sau này vít ốc vào nhá. Đó nhá. Đây này, cái lỗ này. Như hôm chú xây ấy, xong mình lấy cái đinh hay cái gì mình ấn xuống
Ừ, sau này vít ốc để nó gió nó khỏi bay đi. Đấy. Nó có cái đáy chứ? Đây có đáy rồi, không có dài như trước mình. Cái này có phải cái đáy đâu? Phải đáy không? Hay đáy bên trong? Có hai cái mà. Ừ. Có hai cái. Nhưng mà không có khóa à? Không có khóa gì đâu. Tưởng nó có khóa. Đây, đi mua thêm ống. Thế phải mua thêm cái khóa rồi. Ống này là ống 27 à? Ống này ống 27. Ống 8. Không, ống ống khóa này 27. Ống 27. Cái này 48 à? 48. Ô thế thì cái hôm nọ mình mua lại 3 34 lại sai số rồi. Ống mình này ống 34 lại không vừa rồi. Ống 34 không vừa, ống bé rồi. Ừ. 48. Ống to nó mới có áp. 48 là của nó là đây. Ừ. Thì bắt đầu từ ống trục chính kìa. Ừ. Nó cái đấy cái này mai mình mua được mà. Mình mua cái bé vào cũng được. Ừ, mua cái ống. Không. Mua cái ống. Ống xong là thu. Thu lại đúng không? Thu xuống 48 ra 34. Xuống 34. Không, ống 21 này đây ống 21 này không làm được gì mà. Không, ống 21 là dẫn nước xuống dưới được mà. Dưới mà hơi bé. Ừ. Mình lại thu mình vào. Chạy hết ống 34 cho thoải mái rộng. 34 to lắm. To thì mình xả ống nước chẳng. Nói chung là xả ít thôi. Mà to. Trời 34 to lắm, 27 là đã là to rồi. Không, bây giờ đi lấy ống. Bây giờ cứ xây lên xong rồi tính 48, đo xong rồi. Tê đẩy chắc ra. Mình cũng không xây cao tầm khoảng 70 phân thôi chứ nhỉ. Ừ. Cao thì sau này nó áp nó khỏe thôi. Tầm 50 phân. Không, nhà này nó cũng cao rồi, mình không lo cái áp thôi. Sau này nếu mà có tiền mua nóng lạnh thì vẫn phải có áp nó mới xuống được nhỉ. À. Ừ. Cái bình nóng lạnh nó bình kín nên là nó phải có áp, không có áp nó không xuống được đâu. Ừ. Thôi cứ ấy đi xong chiều xem anh ghế, em cái một bàn ghế cháu bê cho chút tủ nhà chút tủ bảo là nó phải rửa qua một lần mới bỏ trong nhà ấy. Ừ. Cháu vừa cho xuống rồi gì vừa hạ xuống rồi. Ừ. Nhưng mà không có kính sao ấy, chưa có kính đâu. Vâng, có kính. Cái kính đấy phải đi cắt. Ừ. Cái đấy 50-60 ta. Không thì mình nữa cháu xem có miếng ván nào mỏng mỏng cho anh em bào trà qua cái là vít. Nhá. Ấy à, nhập báo sắp xong rồi đấy nhờ. Ở trong được xong chưa? Đấy. Có đủ ra ngoài sân không? Không đủ à? Sân mày vẫn phải đào tiếp ấy. Cái trong nhà cứng chưa? Ôi, đã có con chó nó chui vào rồi. À. Cứng rồi gì? À, ừ, chưa cứng đâu nhỉ? Ờ, trong nhà chưa cứng, ở ngoài cứng rồi. Ngoài nó mỏng hơn. Lát trong kia tầm chục phân. Lát cao thế cả. Nhưng mà okay. Chú tuyệt đối ở ngoài nhìn đấy, không được vào ngó nha. Mình lại mất chân. Chú lại có vết chân trong này không được. Ơ không đánh bóng à? Đánh bóng lên mồ hôi ngay, mình xoa không có mồ hôi. Cái đoạn này có khi tí mai mình lấy tí xịt tinh mình mới vết vào những cái chỗ mà cần thiết thôi. Lấy chổi quét thôi. Chổi quét được. Còn lấy xịt tinh vào mấy mấy chỗ cần. Vẫn bị ngập lên chân cột một tí đúng không? Mà. Cái này ngợt ít hơn của cháu ấy. Ừ. Rồi. Của cháu ngợt nhiều hơn đấy. Láng sạch sẽ được rồi. Xe mới là phải rửa cho sạch sẽ chứ nhỉ? Ừ. Rồi mấy anh em làm nhá, sang xem mấy tủa tí. Hôm qua sang xem mấy tủa. Bảo mấy tủa tưới rau rồi nhưng mà không biết có tưới không. Cái này phải lấy cái ván này kê làm cái thành cho nó vuông vuông. Làm kiểu này thì sau này xe lăn lên nó dễ nhỉ. Nghe làm cho nó thẳng tí. Đấy mà
chỗ đằng sau này thì thôi. Toàn để củi chứ mà. Chỗ đằng sau thì sau này có tiền xây kè lên thì mình mới phẳng được. Trước mắt bây giờ cứ để củi để như này được rồi. Để củi thôi, củi bán này thôi. Chỗ này để nó. Làm mất mấy ngày rồi? Hôm qua ngày. Một ngày à? Sáng nay buổi nữa. Rồi. Anh em làm nhá. Rồi bây giờ là sang mí tủa, mời các bác sang nhà mí tủa xem bộ bàn ghế nha các bác nhá. Bàn ghế thì trường lý mua lại thôi. Đấy. Mua lại nhưng mà nó là chất gỗ rất là tốt. Đấy. Chứ không giống như các cái bộ bàn ghế mà mọi người hay mua. À, nó bóng loáng, bóng lộn nhưng mà bằng keo với lại bằng xoan thì đấy hay bị hỏng nha các bác nhé. Giờ trường lý sẽ tắt đi sang nhà mí tủa đấy các bạn. Sau một thời gian nghỉ Tết thì trường lý về đơn vị công tác thì lại phải làm thi cho các cháu hoàn thành cái kỳ 1 đấy, thì cũng chưa có thời gian đi thăm cũng như là đi quay cho quý vị và các bạn được xem mấy. Thì hôm nay sau khi thi xong như là mọi công việc cũng hòm hòm rồi thì trường lý mới quay nha các bác nhé. Hôm qua trường lý cũng có sang nhà mí tủa để kiểm tra xem có tưới rau tưới giếc được không. Thì qua trường lý thấy là cũng tủa đã tưới rau rồi, là bón phân cho rau rồi. Đấy, bây giờ là đang đấy. Ừ. Đấy, đây là bộ bàn ghế mà trường lý mua cho mí tủa. Mặc dù nó màu hơi đen như này thôi nhưng mà cái chất gỗ nó rất là chắc. Đấy, cái này là gỗ nghiến nha các bác nhá. Đấy, rất là nặng. Đấy, mua bàn ghế cho nhá. À? Mua bàn ghế cho nhá. Ghế cho. Ờ. Vâng. Đấy, đi đường nên là bụi quá các bạn. Cho mí tủa rửa đó. Đây là bộ đồng kỵ đóng theo kiểu ngày trước. Đơn giản thôi nhưng mà quan trọng là cái chất gỗ nó rất là bền nhé các bác nhé. Chất gỗ đây là không phải là gỗ xoan hay là gỗ gì cả. Gỗ này có thể nếu mà giữ được thì cũng rất là lâu. Nó không bị mọt mà không bị mối, rồi là nó không bị hỏng các cái mộng này. Đấy. Bộ bàn ghế này thì trường lý mua 2 triệu và thuê một chuyến xe cùng với cháu Hòa nữa là hết 500.000 lên đến đây nha các bác nhé. Đấy. Cháu Hòa thì mua một cái téc nước. Cái nước là hơn 3 triệu. Còn bộ bàn ghế này thì 2 triệu các bác ạ. Nếu mà các bác đi tìm các cái cơ sở bán bàn ghế ấy, là ít khi thấy có những cái bộ bàn ghế mà có cái chất gỗ nó tốt như này mà có cái giá 2 triệu nhé các bác nhé. Đây là trường lý đi bớt lại cũng như là lấy cái đi mua cái bàn ghế lại của người ta ấy, tức là bàn ghế cũ nhưng mà dùng vẫn còn tốt nha các bác nhé. Bởi vì bây giờ bà con là nhiều nhà có điều kiện ấy, là người ta toàn chơi đồng kỵ, cái trống cái chương rồi nó to lắm, nó dày, 2-3 người khiêng thì mới nổi cơ. Thế nên là những cái bộ như này là đã bị vào lỗi thời rồi. Nên là nó còn đối với lại tủa thì bộ này là quá là ngon nghẻ rồi các bạn. Rửa đi rất là sạch sẽ, nhìn chất gỗ rất là đẹp này. Đây là gỗ nghiến nha các bác nhé. Cái bàn thì cái mặt bàn này là có lẽ là trường lý không lắp kính, sẽ đi lấy một miếng ván của nó là lắp kính nha các bác nhé.
Đây là lắp kính, lắp lọt vào bên trong này này. Đấy, lắp vào cái khe này. Đấy. Mình sẽ lấy một cái miếng ván lắp cho mi tủa dài dài ra. Đấy. Thì cái bàn sẽ đẹp hơn. Mình sẽ lấy miếng ván mình trà bào và có thể phun PU vào. Đấy, rất là bóng luôn. Sẽ đẹp, lung linh. Nhà mi tủa à, hôm nay nấu cám xong rồi sao nhỉ? Chưa nấu xong. Chưa nấu xong cám. À đấy, vừa rồi là tủa xây vẫn chưa xong đâu. Hôm nọ đang xây thì hết xi các bác ạ. Chủ lý chưa mua xi cho được. Bởi vì xi măng ở trên này nó rất là khó. Tủa thì không dám sang xin. À, đấy thì biết thì đi sang xin chỗ nhà em, nhà chỗ cháu Hòa. Đấy, một ít về thì sẽ đủ xây thôi. Ô sao con lợn kia lại ra kìa ơi. Ô lợn của mình hay lợn của nhà kia nhỉ? Thì sao? Không phải lợn mình không? Hay hôm nãy mình đến nó nhảy ra rồi? À không phải. Ôi lợn nhà bên kia thôi, lợn mình thì không phải, nó không chui ra được. Đấy thì ngan thì hôm qua mình thấy là có chỉ đẻ mỗi một quả, hôm nay đẻ quả thứ hai. Đấy, hôm nay vẫn một quả thôi. Đấy, 5 ngày rồi nhưng mà không thấy đẻ thêm quả nào. Đấy. Còn gà thì đẻ được, hôm qua mình đếm là được 13 quả rồi. Đấy, hôm nay nó lại vào đẻ tiếp rồi. Đấy. Gà đẻ được 13 quả. Hai con đẻ hay sao ấy? Hai con đẻ. Còn ngan lại không đẻ rồi nhé các bác nhé. Không biết nó có đi đẻ lang không. Hôm qua bảo tủa đi tìm rồi nhưng mà tủa bảo không thấy. Nên là có đẻ đâu không. Chuối chứ là ngan nó rỉa hết rồi. Sáng nay tưới rau chưa? À? Sáng nay tưới rau không? Chưa tưới. Thế chiều tưới chưa? À, buổi chiều, chiều. Chưa không được tưới. À. Chưa không được tưới rau nhá. Chưa tưới rau à? Ừ. À. Buổi chiều không tưới. Chiều buổi chiều à? Ừ. À. Chưa tưới là nó chết đấy. À. À. Đấy rau rồi. Sau 5 ngày lên thì mấy cái luống rau này là cũng khá là xanh rồi. Đấy. Luống rau dưới kia cũng tốt rồi. Như vậy là tủa đã có rau ăn rồi nhé các bác nhé. Không lo rau ăn rồi. Bây giờ cắt tỉa linh tinh rau này là ăn thoải mái rồi. Đấy là dưới kia nữa. 2-3 luống kia. Chị hàng xóm chị xin ít đất trồng bên này. Chị cũng bảo là không có rau thì cứ thế mà xuống hái thôi. Đấy. Mấy nữa cái rau Trường Lý với thầy Giang Văn trồng lên nữa thì ăn tẹt bô luôn. Đấy. Đấy, cái rau giống bắp cải của Trường Lý là nó cũng lên rồi. Đấy. Lên khá là to rồi. Xà lách nước này. Cái bắp cải này chắc phải hơn tuần nữa thì mới tỉa ra trồng được. Khi nào nó ra lá chính đã. Bây giờ nó mới có 2 lá mầm to thôi. Nó chưa ra lá chính. Rau là sống hết rồi nha các bác nhé. Vừa rồi là tủa cũng có tưới cái phần chuồng cho rau rồi. Đấy. Đấy, rồi tủa tưới hết phân chuồng rồi. Bây giờ nó bắt đầu bén, bắt đầu ra lá non này. Chắc 2 tuần nữa là sẽ lớn thôi. Ở dưới này xanh xanh rồi này.
bắt đầu ra lá non rồi. Nói chung là đợt này trời thời tiết rất là phù hộ các bạn. Vừa rồi là trường Lý với thầy Văn mới tủa trồng xong thì được 2 hôm thì trời bắt đầu mưa. Nhưng mưa ở đây mùa này nó không mưa to, nó chỉ mưa ướt đất thôi. Đấy, nên rau rất là tốt. Đấy, có những cái rau mà nó đã bén được thì nó nhìn lá nó xanh non lắm. Vườn thao lang thì bảo tủa đi lấy cây về rào nhưng mà chắc là bận quá, một mình làm không hết việc các bác ạ. Mình tủa làm việc chậm nữa nên là kệ thôi, biết làm nào được. Có thích không? Ăn rồi ra. Có thích không? Thích ạ. Có thích bàn ghế không? Thích ạ. Cái nào này, thích hơn. Thích hơn à? Rửa đi xong là chiều cho nó khô bê vào. Nhá. Rửa xong để chiều khô nhất. Nhắc vào. Đấy. Cái này chưa có mặt đâu. Để mấy nữa anh mới bảo anh mới lắp vào. Bây giờ ngồi đã nhờ. Cái con chó thì rất là ngoan nhá. Gấu phải gấu không? Hả? Phải gấu không? Đúng rồi. Phải tên gấu không? Đặt là tên gấu chứ? Tên gấu. Tên gấu ấy nha. Đấy, lớn đấy các bạn. Chơi nhiều lắm. Nó đi chơi nhiều lắm à? Nó hay đi theo tủa à? Nó có đi theo người không? Đuổi theo người đó. Đuổi theo tủa à? Đi làm việc xa nó. Nó cũng đi theo à? Đuổi đi rồi. Không, đi làm việc xa thì bắt đo nhá ở nhà nhá. Đánh cho nó. Đi xa nó chở mất. Không cho nó đi đâu, cho nó bắt nó ở nhà trong nhà. Mất bắt nó về. Đấy. Vậy là hôm nay đã có bàn ghế. Nói chung là mình cũng chưa giúp được tủa đâu, bởi vì năm nay là cũng rất là bận các bạn. Hôm nay sau khi nghỉ dịch Covid thì cũng rất là nhiều việc các bác nhé. Trường cứ thế cái thế phá. Thế là làm ghế. Đẩy ra gãy mất à? Rồi mai bảo thầy Đức hàn vào. Gãy mất rồi. Cái này nó không ăn mấy các bạn. Không phải cái đục xiên nên là nó không chắc mấy. Nghĩa phải đục xiên sang bên này vít vào thì nó mới chắc. Tủa ở nhà suốt ngày đóng cửa, đóng mở cửa ra sáng thoáng nhà ám khói hết rồi các bạn, tường nhà ám khói hết rồi. Ám hết khói rồi. Bảo bao nhiêu lần rồi nhưng không nghe. Ơi! Ở nhà đun bếp thì mở cửa ra. Đun bếp thì mở cửa ra. Khói dính hết vào nhà rồi. Thế vào nhà. Dính hết lên quần áo chăn màn rồi. Bảo rất nhiều rồi nhưng mà tủa cứ quen các bạn.
rửa sạch bóng lộn ngay. Ngửa nó lên. Đấy. Do bàn ghế để họ cất để vào góc nhà nên là nó hơi bụi các bạn. Lâu không sử dụng ấy. Hơi bụi. Bụi bặm. Màng nhện nhức. Ngày hôm nay thì bàn ghế của Mỹ Tủa đã lên đến đây. Và tét nước của cháu Hòa cũng đã đem lên rồi. Chắc ngày mai, ngày kia xây xong cái trụ thì trường lý sẽ lắp tét nước cho cháu Hòa. Còn Mỹ Tủa thì hôm nay là có bàn ghế kê rồi. Làm xong mình mới bào, nhờ người bào cái mặt bàn cho để lắp vào. Đấy, trên này đất gỗ nhưng mà cái công đóng mất nhiều tiền lắm. Bây giờ đóng một bộ như này là phải có 3-4 triệu tiền công mà các bác ạ. Cái công đóng bàn ghế đắt lắm. Các con tiện tiếc này. Như trước đây trưởng lý có mua một bộ như này là 8 triệu các bác ạ. Mới là 8 triệu nha các bác nhé. Bộ như này. Mua thanh lý cũ người mới ta thì họ cũng không muốn sử dụng nữa rồi. Đấy, xin thì không cho. Đấy, vẫn phải bán các bác. Bán thì mình mua 2 triệu. Là giá cả là cũng hợp lý rồi các bác. Còn hơn là mua những cái bộ gỗ xoan với lại gỗ keo mà người ta phun PU xong là một thời gian là nó bị mọt rồi nó bị long các cái mối cái mộng. Nói chung là mình thấy rất là nhiều nhà chỉ dùng được có 2-3 năm là không sử dụng được nữa. Những cái bộ mà bán 3 triệu ấy, 2 triệu 8 là bộ rẻ nhất nhưng mà nó không có độ bền cũng như là chắc chắn như cái bộ này nha các bác nhé. Nên là trường lý phải tìm mất khá là nhiều thời gian thì mới tìm được những cái bộ mà nó có giá thành nó hợp lý cũng như là có cái độ bền như này. À, có lẽ là trường lý cũng xin phép kết thúc video quay qua một chút về hình ảnh ở trên bản làng. Sau mấy ngày nghỉ Tết và trường lý cũng không có video ra để cho quý vị và các bạn được biết là hiện nay là Mỹ Tủa đã có bàn ghế, cháu Hòa thì cũng chuẩn bị hoàn thiện cái công trình phụ nha các bác nhé. Ôi, Mỹ Tủa, chào đi. Về à? Ừ, về đây. Chào anh nhé. Ừ. Trên tóc à? Ừ. Làm dòng tóc à? Có thích không? Thích ạ. À. Thích à? Thế cảm ơn anh đi. Dạ. Cảm ơn đi. Vâng dạ. Ờ, có cảm ơn không? Cả, có. Ờ. Cảm ơn. Ừ, cảm ơn à. Anh chúc trong cảm ơn anh ấy. Ờ. Giúp việc xong nhá. Ừ, đúng rồi, cảm ơn anh giúp việc tốt nha. Rồi, cảm ơn cô Thu này và cô Hợp rồi là bác Heli này. Đã luôn luôn đồng hành cũng như ủng hộ cho Mỹ Tủa nhé. Và rất là nhiều người giúp Mỹ Tủa. Trường lý xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Rất mong được mọi người luôn quan tâm và theo dõi trên kênh Trường Lý cũng như ủng hộ cho Trường Lý trong những ngày vừa qua. Xin chào và hẹn lại các bác nha.
cho mí tủa rửa xong rồi là khô thì bê vào nhà. Trường Lý bây giờ lại phải về trường để làm việc, các bạn còn đang chấm thi, nhiều việc quá, cuối năm mà các bạn, rất là nhiều việc.